Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay là vào nghệ nhân Đan Quản. Ông tên là? Tôi tên là Mạng. Vâng. Ở An Thiểu. Vâng, ông tên là? An Thiểu 1, Biên Phương, thành phố Biên. Tôi Đan Quản như thế là cách đây như thế từ lúc mà sinh thời, lúc 10 tuổi. Thế mà chỉ có Đan chơi bời thôi, nhưng không có bây giờ cái đường nối phát triển về đấy là điện cơ khí nó cái khoảng này nó ngoài mai mốt đi thì tôi chỉ có nghĩ đến cái chuyện là đang để dành cho những cái người đi xem đá bóng đi xem phim và ảnh là không có điện phục vụ thì người ta mới cần. Thế mà người cần thì ai thích thì tôi bán, đắt thì người ta không mua mà rẻ thì tôi không bán, xin thì tôi cho. Đúng như thế. Thế sau thời gian năm 99-2000 canh thìn tôi vào trong miền Tây đi làm họ ăn sát gạo thì có khách thì sát gạo mà không có khách thì là Đan Quản để kỷ niệm các chị em ở trong đồng bằng sông Cửu Long như thế là hàng 60-70 cái. Thế sau đó thì là tôi về thì Đan cho các cháu ở trong Sài Gòn như thế là các cháu nó có thì toàn lấy tên cũng có Đan đó. Đan xong rồi về đi làm may thì làm bảo vệ thì cũng đang cũng gặp một số những cái ông ở nước ngoài ông cũng chụp ảnh quay phim thì gọi là tặng ông. Thế còn về đây thì hôm nay mới tóm lại là không đi bảo vệ nữa, làm chơi thì được gặp bác Hệ thì cũng trao đổi với bác thế là chú Đan các bộ quản nhưng bây giờ lan thì không có. Thế tận dụng những cái lan đấy thì nó xấu thì đang thì chỉ được phát cái một thứ là thế hệ đó cái gì đấy, bác phải đàm này. Vâng. Ngồi ngồi trong này. Ngồi trong này. Ngồi trong này. Ngồi trong này. Để đang mấy à? Ông Mạc ở An Chiểu 1, xã Ninh Phương Tư, thành phố Hưng Yên. À nha. Ông có một cái thiên tài là Đan Quản. Cải chữ. Cải chữ bất kể các loại tên của ai mà ông chẳng phải là học qua một cái trường lớp đâu cả, ông tự nghĩ và tự làm tất cả các tên của một người ông đều đạt được hết, rất đẹp. Qua hết. Thế cho nên tôi nói những thứ của kỷ niệm của tôi thì các cái tên tôi chứ là chữ Mai mà. Đấy. Đây thì là ông mà. Đây như thế là mà. Năm ấy là năm 2016 đang ở Bảo Kê. Còn chữ này là chữ cháu nội tên là Mai Thư. Cháu gái là Mai Thư. Cháu này cũng là Mai Thư nhưng cái vần, cái tranh của nó là cái này là làn sóng. Cái này là không có tranh chỉ là cái này là làn sóng. Cái này nó là cháu nội là Duy Bá cũng là chạy vân là xong. Cái này là chị Thư cũng là cháu Thư nhưng nó là con gái. Đây cũng có cái nào là Vũ Thị Sớm. Cái này là tên Ngọc Ánh nó cũng là cháu nội. Chữ này là Ngọc Ánh đây là đẹp đấy. Đây chữ này là đấy cho bác ghế nhanh. Đây chữ này cái này cũng là chữ Ngọc Anh. Đây là bé Trang nó cũng là cháu nội. Còn chữ này là Trang không Huyền Trang, chữ này là Ấp là Huyền Trang. Không ông biết là cháu tay chữ này là ông Hoàng, lại ông Hoàng. Thế có ai nào là Mai thì sớm không? Hay là Vũ thì sớm? Không, sớm thôi. Đang, cô đang thấy rồi. Đó. Xin giới thiệu với cả các bạn nhé, đây là những cái đan này là cái thời kỳ là ông đang làm bảo vệ ông nhỉ? Đang làm bảo vệ. Ông đang làm bảo vệ là ông lấy những cái dây nhựa này là những cái dây nhựa để đóng linh kiện hàng. Đấy. Tức là dây buộc gạch đấy. Đấy, cái dây buộc gạch đấy. Đấy, dây đóng linh kiện hàng đấy.
là ông tận dụng những cái dây này để ông ra làm những cái lan để đan quạt đấy. Thì cũng rất là vô tình có một cái ngày cách đây tầm một tuần là ông ngồi ông kể chuyện là ông đan được những cái quạt rất là giỏi đấy. Ông cải tên nên là ông hẹn mình hôm nay là vào là ông tặng một cái quạt về có chữ thế hệ đấy, có chữ thế hệ ông tặng đấy, thế hệ có nghĩa là ông không qua quay trường nước nào cả, chỉ là kinh nghiệm nghĩ thế nào ông nghĩ ông thích tên ai là ông đan được tên này rất là đẹp nhé. Đấy, thích ai là đấy chứ là chứ chứ ông hoàng sốt rồi ông để đây cho con giả xem mà đấy. Chữ này là chữ thế hệ này, còn đây là chữ đừng nói tên tôi cả nói ông ấy thôi. Vâng. Chữ này là chữ mạc sớm. Vâng. Quạt rất là đẹp, tất cả là những cái quạt này đều có tên hết đấy. Chả cái nào không có tên. Cái nào có tên. Mà tên đủ. Mà đan một cái quạt thế này thì nếu mà quy ra công thì cũng không biết là bao nhiêu công, nhưng bởi vì nó là tâm huyết thôi. Chỉ đam mê thôi. Đam mê thì đến đấy. Công xá này là rất là nhiều công xá. Quy ra công thì nó rất là nhiều, không biết là cái tầm nào để trị giá một cái quạt này. Nhưng hầu như là ông đan xong là ông kỷ niệm con cháu hay là chủ yếu là quạt là chính. Bạn bè anh em, đấy ông quý ai là ông có duyên ai là ông sẵn sàng đan kỷ niệm đấy. Anh em đến giờ phút này thì được cái quạt này là cái quạt sẽ đan cho bác một cái quạt nữa hoàn chỉnh nữa hơn, tức là nó vâng. Nó cũng phải nói là cũng đẹp như thế. Không thể. Ông năm nay là bao nhiêu rồi ông nhỉ? Năm nay là 7 năm rồi. Cháu đang lên tuổi. Tuổi 75 rồi. Vâng, năm nay ông đến 75 tuổi. 75 rồi. Đầu óc ông rất là minh mẫn. Như cái này thì có phải nhớ là màu cũng đẹp. Rất màu rất đẹp, có một cái màu nó tự trưng ra một cái cái đẹp của nó. Vâng. Cái này là cái huyền trang. Vâng. Hát cho. Vì huyền trang là quan nhận định như bác hệ ạ. Cái thế này cho nên mới ăn này. Cái chữ của bác nó ít, tức là nó chỉ có 3 chữ thôi, thành là thể thế hệ. Thấy chưa? Thì nó là 5 chữ, nhưng riêng cái chỗ trang này T-H-A-C-H em thấy trang thì cũng một cái chữ E-R. Nhưng ông phải trong cái đầu ông phải nghĩ làm sao nó ra chữ E-R thì người ta phải chấp nhận được. Hoặc là chữ D. Chữ E-R cũng người đấy đoàn, cũng chê, cũng người đấy, các cái chữ này đấy. Thế mà anh mà không làm được thế này thì anh không thể đạt được ra chứ. Là cái tư duy của mình cũng là tính toán. Thế còn những cái người mà bắt chước thôi nhá, để thế này vừa đan vừa nhìn thì bắt chước được. Vâng. Nhưng bỏ rời cái quạt của tôi ra, không ông nào đạt. Tóm lại đan là phải nhìn mẫu thì bắt đầu mình mới tính lắm thì ra được. Vâng đấy. Thế nhưng mà ông như tôi thì tôi lên nhà bác các vui tôi đi ăn một ngày mà tôi sẽ đan cho bác được. Tự tôi làm. Chứ không qua một cái trường lớp nào không phải qua mẫu mà không phải nhìn. Đấy, thí dụ như bác bảo hôm nay ông ở đây đang đan cho cháu hai cái quạt. Đang là đan cho cháu cái quạt cái tên như thế. Chứ là nó dài quá. Thì tôi chỉ qua ăn chứ không được bảo tôi biết là chứ huyền trang như thế là cái cho hai cái ai cũng nói là cái làm móng này trông cái làm đẹp, nhìn rất là mọng mà đẹp. Cái này thì để mà tuổi thọ của nó thì cho nó là tuyệt vời. Thế còn tôi nói đơn giản thế này nhá, thí dụ bây giờ bác muốn đẹp bóng như là bác phải cái thứ nhất là phải đốt được thôi, làm sao cho nó mềm, xong bắt đầu nó như là kinh ép tự nhiên cái này nó là như vậy. Nó dính chặt, nó dính được anh không lột được này, đẹp lắm, nó như là một cái như mà hàm, nó ép tôi là chữ thì vẫn còn, nhìn nó lỏng, nó lỏng luôn nhá, dính nó phẳng, nó dính chặt mọi người, thế là mình hơi lắm, hơi lắm chứ mà bếp ra là bắt đầu đặt một cái tấm tô, đặt nó ở đấy, thế còn với cái
điện nó ủi hơi được rồi. Thì tôi có hai cái kính, hai cái kính hiện tại. Vâng. Cái kính này sẽ không vỡ được cái kính dài, kính dài, kính dài. Từ cái cám này ra. Vâng. Thấy ngủ đẹp lắm. Có nghĩa là cái này không tự ông phát minh ra đúng không? Thì tôi muốn cho nó bền, nhưng mà tôi không làm. Trong lúc như này bền rồi. Ôi trời ơi, quả có ông đi tận Quảng Ninh vào miền Nam. Vào miền Nam đi. Miền Nam nhiều em ra tất cả Sơn Nam là thương nhất. Thế là cái quả là con đã bay cũng tương đối nhiều. Nhiều nơi Việt Nam. Các cháu ở Tuyên Quang. Miền Bắc vâng. Ở nhà ông Thạc cũng lên cho tôi. Tuyên Quang. Tóm lại cứ con cháu của ở đâu là có quả rồi đấy. Có quả rồi. Quảng Ninh qua nhà chị gái tôi. Chú mua đây nó thiếu kỷ niệm. Nhưng ông cũng qua nó từ lâu rồi. Nó cũng là một cái để mình giải tỏa tâm lý sau này để cho đó mình nó minh mất nó vui nhưng mà nó phải là đam mê đang xong cái quả thấy nó vui. Vâng. Đến hiện nay là tôi có một cái thằng nhiều nó vui cho tôi một cái này. Tôi ở cơ quan đấy. Nó là đam mê. Tôi ở cơ quan thì cái loa kia là tôi mua 300, không có điện thoại tôi cắm vào nó hát. Và được tốt. Rồi tôi đang quản. Vâng. Đến là hôm qua tôi về, tôi mang về. Vâng. Thế bây giờ về đây thì thật sự nó mua kia lọc. Loa kéo? Loa kéo. Thì tôi mở điện thoại này ra. Xong rồi tôi hát, tôi ra. Vâng. Thế thì nó cảm thấy nó thoải mái. Cứ vâng. Tôi về mấy tháng rồi tôi đi chơi. Vâng. Tôi không đang nhưng tôi chỉ có ngồi chơi. Vâng. Thế nên hôm nay bác vào một đêm thì tôi nói cho bác không cần đăng. Không cần phải quê ăn cho bác, nhưng tôi cũng làm cho bác được một quay. Vâng. Tôi đã nhận nhờ vâng. Gì đúng không? Vâng. 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 Tôi nói này thì kết quả nó là cái kỳ lễ không? Cái quả vâng. Nó sống ở tất cả các cái phòng trọng. Nó sống ở thế nhưng mà cái lam này nó quả thì tôi đã phải nói. Tôi đã đấy. Nó phải lên ở đây là vâng. Thì nó mới ra hình thành cái quả. Đúng không? Có nghĩa là mình tính nan rồi mình tính nan. Vâng. Thế nhưng mà hết rồi thì tôi nó hết rồi. Thế là đẹp đâu ạ? Cái cơ bản là sao mình tính nó phù hợp cái nan của mình. Tôi vặn lên, tôi vặn lên. Vâng. Tôi vặn lên thì các cái quả đẹp không ạ? Vâng. Các cái quả khác thì tôi cho chữ từ xuống dưới. Vâng. Cái này nó lên trên nhưng mà hôm nay tôi để động thử là cái hoa này cho nó hai cái chứ còn ví dụ như là chưa mắc thế này được. Vâng. Thì không đủ ra này. Vâng. Thậm chí tất cả các cái quả này là cái màu này thế nào thì cái màu cạp này thế này. Vâng. Thì nó mới mang cái ý nghĩa là cái thân quả của cái quả này người ta mới biết là không phải cạp mà nó này là như thế này. Vâng. Thì nó mới bắt được cái như đây thì nó là cái màu khác. Thậm chí hết cái màu này rồi là phải thêm cái màu này vào thì nó biết nó hết màu không đủ. Vâng. Thế nhưng thời gian tôi ở trong Việt Nam thì tôi không có cái nhựa này. Vâng. Đan bằng giang. Vâng. Đan bằng giang thì lấy giang quấn vào đây người ta gãi lưng là cái giang nó ải là nó đất nó hỏng thì tôi phải mua cái loại nhựa nhựa như nhựa cứng. Vâng. Xong rồi tôi mới làm cái kim khâu lam nó len. Vâng. À, tôi quấn kim cô đen quấn như thế này, cái thời gian quấn cái này bằng thời gian đan thế này, vâng. Thời gian quấn cái này bằng thời gian đan đấy, quấn là sao tôi không đủ, không đủ thời gian. Nhưng mà phải đẹp đều, nó phải đều mũi, đều đường vắt. Đấy, cái này tôi mới nói bảo quản này rất hứng với cái cô đen. Vâng. Đấy, quả chứ cái này kinh hoàng. Đúng rồi. Thế xong rồi sau tôi mới nghĩ này, lúc mở
từ giữa này. Vâng. Để phân biệt cái này. Để tôi có rõ tên. Vâng. Thế còn cái thứ này mà không phân biệt được thì nó cũng vẫn là thứ bạc thôi. Thế nhé. Vâng. Thế còn đa số cái này chứ lại không phân cho một cái làm lại giữa. Còn đây là cái tư duy nạn này, nhưng mà tư duy nó rất là lớn. Không. Chứ nạn bắt đầu cái chữ là phải cái đầu của mình. Đấy, cái tư duy được cái đấy chứ không phải ông đàn ông mình lôi rút ra đúng vào mất thời gian. Vâng. Trước kia mình mới tính này, làm sao đây đâu 1, 2, 3, 4, 5, 6 chữ. 6 chữ thì trước kia thì mình phải chia đâu bây giờ. Thế mình đang từ chữ lại hát lại. Chết rồi, cầm bên này, chết rồi. Vâng, 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 cái chữ cái này tôi đánh đâu cái này nó là cái ô vuông là mẹ nó là cái ô vuông làm sao cho nó cân đối. Vâng. Chỉ có riêng tôi đang trong cái nhung con bà kính cái nhung mà nó lấy cái thằng ngọc ở ngoài miếu thì chồng chết rồi về đây nó ở đây. Cái quạt tên là trước cái quạt của anh mới đang năm ngoái phải nói cái quạt đấy đẹp lắm. Vâng. Đấy, tôi nói là bà tôi nói là tôi muốn quạt ông đang kỷ niệm tôi một cái. Vâng. À, đi ra nhà bà Tranh cũng thấy quạt, nó đi ra nhà ai thế nó mới quay về đây nó mà hỏi thôi. Vâng. À, thế nó không mặc đan cho bà rồi gì? Tìm được chủ nhân khó lắm. Không, bây giờ đây thì nó bảo bà ai là tôi sẽ cho nó cái. Đấy. Thế mà không còn dây mà đan cho bác hẹn cái quạt đẹp, cái quạt thì nó hơi bỏ. Thế hết lan rồi. Hết lan. Tại vì phần nó phải có lan mới làm được mà. Có nghĩa là đây là không lan thì cùng màu. Vâng. Cái quần lan của tôi đầy. Nhưng tôi mới hết cả cái màu này rồi. Vâng. Ơi. Vậy anh Kép ơi, anh Kép là gì đấy? Thế cho nên nó mới làm cho này. Anh Kép ơi. Chứ quần nói thật là ngày xưa. Kép đâu rồi? Ngày xưa tôi đi ngồi. Đâu rồi? Thế thì có người người ta nói người ta đan được chứ hồi chủ tịch. Nghĩ nó ác luôn. Nghĩ như nó giỏi. Thì có đan mà thầy thành công. Quá giỏi. Ơi, Kép ơi. Làm gì thì tao phải đúng rồi. Kép hỏi là ai? Tôi kể chuyện cho anh, tôi đang một cái miệng quạt thế này, cái miệng để sấy. Vâng. Ui giời, phải đẹp lắm vậy. Kép đâu? Như là hoa văn, như là cái bông hoa tư ở giữa cái miệng. Vâng. Quá là bút chùm vào dưới rồi. Chỗ đó là tư duy rất là mình mới làm được cái gì đó. Giang vào trên cháu làm gì? 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 Làm gì đấy? Cho nhà bà thích nhưng mà lượng thế này. Vâng. Để đi qua. Thế còn mình đã đặt ra như ở Vũng Tàu thì tôi biết con điện tử của cháu của nó có hai đứa đi xuyên cho nên tôi chỉ cần biết tên cháu là tôi sẽ có quà tặng thôi. Vâng. Đúng rồi, cái này nó mới quý chứ còn tiền bạc. Thế ông ấy đi kiếm được ăn là đi sát gạo thuê, đi kiếm được ăn phí ăn ăn phí ăn, ăn ăn chưa hốt không có tiền. Làm cho một đứa đâu? Vâng. Nó thấy tụi cháu làm gì đấy? Đến nó sát gạo. Vâng. Thì tôi làm cái quả lại thôi. Sát gạo. Đi sát gạo thôi. Sao ông ấy? Làm gì đấy? Làm cái tên là gì? Cái tên là vải. À. Bạn 49, mẹ 9. Vâng. Ui giời ơi, nhân mà nó có 19. Ngồi cho con chắc đấy. Đang ngồi đây. Không bắt đuổi ra nữa. Đúng. Còn mấy chiếc mà nó có gì. Đứng lên. Đây đây mà. Đây đây đây. Đây ngồi đây. Ngồi cháu. Rồi, rồi ok. Thế là nó đi. Cái thằng ở bên sông bên kia nó cũng buồn. Mày quen á, mà mày bắt tay bỏ tay ra. Tôi nói nhà tôi làm đấy là nhà thằng Điệu, nhà thằng Điệu để làm hai đứa con, hai vợ chồng tên hết nhà thằng Giám tên nhà đó chỉ một đống hay đâu. Đây đây mà nhưng cái đứa này là cái thì chị thì mai thứ mai thứ chi thứ mai thứ cái này là cái
thằng con em ruột thằng này, đó là chữ Duy Bá. Chữ Duy Bá, chữ Duy thì nói thật ra đại ra nó như chữ O hay thôi, nhưng đâu mà tôi phải thụt vào một tí thì nó mới ra chứ Duy được. Nhưng nếu mà ra thì quá không thụt vào thì nó lại ra chữ Duy. Chữ Bá thế, chữ B này. Cái này cũng Ngọc Ánh, nhưng cái này thì nó có cái vật thế này thì nó không quân như cái vuông này được. Nói chung là cái này mình đa dạng, mình tư duy của mình như nào nó ra như thế. Đấy, làm thế nào nó ra như thế. Cái này là bé chàng thì con nhà định. Để chứ bé chàng thì nó bé nhất nhà. Bé chàng, thế mà không có bỏ. Trong Nam gọi là út đấy. Đây chờ em đi. Riêng con bé này nó 5 chữ rồi, chữ bé là 7 chữ. Đây này, cái ông bà. Thế cho nên tôi nói này. Thôi. Như cái này nó thật ra nó cái chữ này mà cái màu này nó đỏ như màu này thì nó nổi. Các bạn là cái nguyên liệu này của vật lò mình có như thế đâu. Vâng, là đa dạng xem là ông còn phải sáng loại màu lò ra loại màu ấy thì có riêng đâu phải. Cái này không gian nắng, gian nắng nó không giới thiệu. Đúng rồi, nó phải có lèn. Nó phải có lèn. Có lèn có chứ. Cái này đơn giản là cái màu lò phải giữ nguyên là màu ấy thôi. Cái này thì ánh bên dưới nha. Cái này là tôi giả năm 9 từ khi cái màn nó lên. Vâng. Không phải đúng là thế hả? À, đúng thế hả? Cả luôn, rõ luôn. Cái này mà nó được cái xung quanh như thế này thì nó đẹp hơn cái kêu nó xấu ở không, bóng này. Không, cái này cái trong không quan trọng, tôi nghĩ là nó đẹp mà sai thể nước biển này. Không, tức là cái nó không cái dưới kia nó hơi nhỏ à? Cái này chứ nó không má này là má rồi, nó còn cày quá à. Xem lắm không? Nhưng thằng nó tức bỏ cái áo mà tôi vào cái này tôi đi qua không mua cả. Hay là đi xem ca hát hay là xem phim cũng kỉnh. Nhưng tôi nghĩ một là tôi bán thì tôi đăng tất cả các loại tên hoặc là các cái tên ai đúng tên sẽ không phải đúng tên. Đúng tên thì tôi bán. Ví dụ bây giờ nó thật ra tên thì nó nhiều. Cái tên cha thì nhiều. Vâng. Thế là tên Huyền thì nhiều. Hay là tên Miên Hoa Hoa thế rồi thì là Ánh hay là Thoa. Vâng. Hoa Thoa khác rất nhiều. Tên thì cũng có. Tên thì cũng có thì ai đúng tên thì tôi ăn thì bán rẻ. Còn không đúng tên thì bán lắm. Vâng. Thế thì là mình phải quảng cáo như thế. Đúng rồi, đây là thương hiệu. Thế còn cái thật đưa bán gặp đúng cái tên đặt quà. Và xin chào khán giả nhé. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 11 năm 2022 thứ ba. Gọi là vào gặp ông Mạc, một trong những người là nghệ nhân đan quạt. Ông đan quạt rất là giỏi và hôm nay là cũng như làm đến bác nhiều người biết tên ông. Ông là một trong những bàn tay nghệ nhân làm từ những cái vật dụng gần như là nó người ta bỏ đi. Đây chỉ là những cái dây đóng linh kiện thôi, buộc cách, buộc thiết, buộc hàng, buộc vân đi từ những cái không dùng nữa mà ông biến thành những cái không dùng nữa trở thành những cái có kỷ niệm. Nó rất ý nghĩa, nó vừa là mát cho người, vừa là mát cho đời mà nó có những cái kỷ niệm rất là hay. Đấy thì thế hệ cũng đã vào gặp ông và ông muốn đăng kỷ niệm thế hệ của cái quạt nha. Thế hệ xin chào tất cả các bạn ông ơi, với tay chào và xin chào nha. Tôi cảm ơn. Vâng. Thế là các